lóc cóc lóc cóc. Nghe thằng nói dốc. Cái này của Đức Thầy nghe. Lóc cóc nghe thằng nói dốc là mình biết ai nói dốc rồi phải không? Không có cần nói. Mang thân đi học rồi lại đi tù. Bữa ông bố già ông giải thích rồi đó bài này. Nghe là học ra sĩ quan Đà Lạt rồi lại đi tù. Rồi sao lại đi tù? Là trong tù ăn khổ quá rồi đi tù quá như tù. Sao lại đi tù? Ăn chay ròng rã từ năm con mã đến năm con mùi. Vợ chạy ngược xuôi mang ra đồ mặn, thế thì đã thắng. Nó đói mình lo, nó lo mình sướng. Sự đời khó tưởng, tù sướng hợi cay. Hỏi ai thắng ai rồi cười vỡ bụng. Ai than nghèo túng, ai xin tiền tù. Ai khôn ai ngu giờ đây đã rõ. Màu vàng màu đỏ ai nỡ bỏ vàng. Ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước. Cái bài này năm 1978. Cách đây ngay cái ngày lễ đây nè, mấy vị cũng nhắc lại. Ta sẽ hẹn các ngươi khi nào cờ vàng ba sọc đỏ treo khắp nước. Cho nên sư phụ dám 1000000%, ai muốn cá thì cá. Cờ vàng ba sọc đỏ treo lại khắp nước. Mà theo hiện giờ sư phụ nghĩ là ở trong nước, những nhà lãnh đạo của Việt Nam bây giờ họ cũng hiểu. Chỉ có lá cờ này là sư phụ đã nói rồi, nó đã có credit, nó đã build cái credit sẵn rồi. Đến khi mà Liên Hiệp Quốc hay là IMF hay là World Bank mà chấp nhận cái lá cờ này trở về nước Việt á, hay là mình mượn tiền lẹ lắm, nó có full proposal, cái resume của nó rồi, một cái uy tín của nó rồi. Và đồng thời á, nếu mà nói về một cái lịch sử, nó chỉ tạm vắng mặt có 50 năm thôi, nó đâu phải là lạ gì nữa đâu. Thì nước Việt hôm nay là thành phố buồn phải không? Chúc mình cà bản thành phố buồn. Thành phố buồn nhớ không em? Bây giờ Việt Cộng nó đổi là thành phố nào? Vô lý. Nhà sáng tác của ta rõ ràng hồi xưa có bản thành phố buồn. Thành phố buồn. Còn hồi bữa Tấn Ngọc ca là khác nha. Tôi thấy cái bài karaoke mới đây để là thành phố nào? Ủa? Thấy cái tựa là thành phố buồn mà ca ra là thành phố nào? Nó đổi một chữ một thôi là khác biết bao nhiêu rồi. Ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước. Cho nên giờ ai mà muốn làm giàu á, cứ mai cờ vàng ba sọc đỏ chôn đầy ở trong nhà gốc cây đi. Sẽ có một ngày á, 1, 2, 3 đem ra treo một cái là bán cho hàng xóm. Ok, lúc đó 10 triệu một cái cờ, có miếng vải vàng thôi, nó cũng ta cũng mua nữa. Ta mừng quá, ta mua. Ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước. Vàng được đỏ thua, vàng vừa lên giá từ năm con mã sụp năm con mùi. Ra hàng gấp gấp miền Nam núi sập, rắn nở rồng bay hết thời tuổi bay. Mà sao không biết cái câu mà miền Nam núi sập rắn nở rồng bay á, là lúc đó cái đạo Thiên Tâm về là mấy ông rồng của mình á, mấy ông ra xuất hiện. Có hồi xưa này xin lỗi Thích Long Bình, hồi xưa Thích Long Bình Long cũng không có xuất hiện trên mây cho mình, cũng là sau này thù sinh cha cho để mà độ. Tại vì trong sấm cơ Đức Thầy có nói ai có phước mới thấy rồng phụng trên mây ở cái thời này đúng không? Nhưng cỡ cái tuổi này á, mà từ ba của Cao Đồ, ông nội Cao Đồ cũng chờ cái ngày này đúng không? Chờ đâu có nổi, đứt bóng hết. Bây giờ tới đời ổng, ổng hôm nay nhiêu 80 phải không? Coi như ổng là hên nhất. Ổng hên nhất, ổng còn ngồi đây thì ổng thấy được rồng phụng trên mây. Ông sẽ gặp được hội Long Hoa. Ở trên nước Việt mình, ai mà hiểu về tiên tri á, ai mà hiểu về sấm cơ á, đều phải mong ước có cái ngày đó. Tại cái ngày đó đó là đã được sàng lọc. Người tốt mới còn ở lại tới ngày đó. Thì bây giờ mấy vị có thấy không? Mình qua mùa Covid, mình còn ngồi đây. Trong đó người thân của mình với bao nhiêu người mình biết ở Mỹ hay Việt Nam hay nhà thương ở đây nó chết như củi, mình
năm 2019 mình thấy không, cái chết nó rất là phù du, mà ở trong nhà không á, nguyên một năm trời, chứ phụ ứng một năm trời á, ra cái thành tóc bạc luôn. Chứ là nhìn cái hình mặt cũ ấy nó còn bơ sữa, không bây giờ á mặt này là chỉ có nằm trong nhà nó mau già, với lại mình là thấy là cái chết rất là mong manh với chúng ta. Rồi thương chúng sanh mới lên mạng, mới đi nói mấy cái chuyện gọi là nhiều người không có biết. Từ đó mình mới nói ra cái đạo Thiên Tâm. Chứ hồi năm 2017 Thụ in một mớ kinh cũ, Thụ đưa cho người ta đọc, cũng nói chả ai đọc à, đem về chùa kêu người ta nói là kinh này được Phật Bà Ông Âm, được mẹ, được mấy chư Phật ấn định, là mấy anh chị đọc đi. Cười dục bên mấy bà Phật tử mình á, đưa hết. Chứ Thụ đi mấy cái chùa ở đây nè, kêu người ta đọc, tại mình đang tận thế nè. Mày bắt cười mới mày điên nữa, mà ngã mạng dữ hả? Tu kiểu nào bây giờ, muốn làm gì, muốn phá đạo hả? À, thay đổi kinh hả, in kinh đồ của Thiên Long Sơn nữa, trời nó chửi mình nát luôn, chúng sanh nó vô mình. Mà thời đó mấy vị kêu đọc cái kinh này sẽ được cứu. Còn kinh trong chùa nó cũng giống như mình, nhưng mà thiếu một cái bộ phận quan trọng là khi mà đầu vô kinh á, là mình có cha có mẹ, mình lại cha lại mẹ, rồi sau đó mình cũng lại chư Phật, nó chỉ thêm có nhiêu đó thôi. Rồi họ không có biết kinh Địa Mẫu thì mẹ kêu lấy kinh Địa Mẫu ngắt ra một khúc mà quan trọng là hiện giờ mình đang có. Còn kinh Địa Mẫu Việt Nam họ cũng đang đọc, nhưng mà họ đọc dài lắm, là vì họ thêm mắm thêm muối người đời vô. Mẹ nói những cái lời của mẹ chỉ trúng có 20-30% của bên Việt Nam thôi, còn cái này của mình là của mẹ hết á. Còn kinh Địa Mẫu mà của Việt Nam á, con đọc thử đi, họ dài á, nhiều họ cứ phạt với thưởng trong đó. Cho nên thành ra đó là do bên mấy ông thầy, mấy ông bỏ vô đó để mà bôi bác, con hiểu không, làm hư, tức nghĩa là họ muốn phá bên, họ muốn cho Phật tử cứ nghĩ ồ mẹ là phạt mẹ thử, không có, mẹ hiền, mẹ là Phật mà, mẹ là mẹ của tất cả các Phật. Mà mấy ông thầy, mấy ông làm gì, sửa kinh rồi bỏ vô hành tiêu tỏi. Chứ bộ có nghe cái clip mà của ông thầy Nhất Thúc Thái Minh á, ổng nói xấu, ổng nói thậm tệ luôn á, ổng nói về kinh Địa Mẫu, mấy ông đó nghiệp nặng luôn á. Rồi bắt đầu sao, làm cho Phật tử mà đọc kinh Địa Mẫu rồi quải lắm. Ồ, bài dữ quá. Ý gì vậy, hồi vậy? Nghe là ai vô minh? Ông thầy ông vô minh thì mình không nói, mà Phật tử cũng vô minh nữa. Đã biết Phật mẫu ra là Phật, mẹ của tất cả các Phật, thì làm gì mà vậy mà cũng tỉnh theo. Bây giờ nói vậy, còn nói bây giờ, sư phụ là con của cha mẹ, mấy con biết, sư phụ có 7 ông hậu ăn, mấy ông thầy có 1 dòng. Sư phụ là từ bi như vậy, sư phụ đã từng đã là Phật rồi, Phật nhỏ chứ không phải Phật bự nha, không, Phật cũng là một Bồ Tát hay cô là trên trời. Sư phụ mới đi từ thành tinh này thành tinh nọ, sư phụ mới được cha sai nhiệm vụ quan trọng xuống ấn chứng của Thượng Đế mới lập ra cái đạo. Thì có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là sư phụ phải hiền hơn mấy ông thầy hiện giờ, đúng không? Công nhận không? Dạ. Mấy bà công nhận không? À vậy mà mấy bà con chửi ăn kiệt này ăn kiệt kia, thầy tôi dạy đâu có vậy, con thấy vô mình không, về chùa đi. Hiện bây giờ mấy ông dưới đó là sói hụm hụm coi cốt rồi, con này con kia đầu thai thôi, chứ là ở trên trời xuống vậy mà họ chỉ chấp cái bề ngoài, chúng sanh nó khó dạy lắm đó con. Nếu mà một người mà vô minh, mà cực kỳ mà vô minh nhất đi, cũng thấy là thù chưa từng gây quỷ hay xin ai đồng nào, thù cho không hết, thù kiếm chuyện để cho, mà bình thường mà cho đó thì mấy con sẽ tự ái đúng không, phải có chuyện gì đi thù mới cho, mà cũng không dám cho mặt trước đông người nào nữa, để mà cho đệ tử mình biết là nó thương mình. Nhưng mà nhiều lúc tụi nó
làm thiếu income rồi đi qua đi lại tốn vé máy bay đồ á, mà không có không muốn spoil tụi nó, tôi cũng muốn lắm nhưng mà đâu phải dễ cho tiền đâu, đâu phải có tiền muốn cầm cho ai cho được. Cô chỉ nói một cái thôi là đứa nào làm gì á, mình có cái phần của thiên tánh này, có cái quỷ, có account lớn này. Cứ đưa receipt cho ông Trinh là sẽ cái đưa cái routing number sẽ có người wire transfer trả lại hết một bao nhiêu cũng phải nói. Chứ còn cái này mình đi đường dài mình cần những người có cái idea, có cái sáng kiến, ngừng có cái tâm. Mình nên nhớ một cái buổi lễ lớn là chỉ cần 10 người mà có tâm thật sự thôi là cái buổi lễ nó sẽ không có bị error gì hết, nó sẽ hoàn chỉnh. Mà nói thí dụ nha, thí dụ như hồi bữa đó buổi lễ của mình ở đây, cái mình thay mình trải miếng giấy xanh đó, mình lấy giấy xanh mình trải đây thôi là một đống người ở đây cũng có thể quỳ lại được rồi, thay vì lại trên đá đúng không. Mà lúc mà sư phụ quỳ ở đây á, bụi ở đây nó cũng không bay nữa, ở ngoài đó đâu cần đâu. Còn thí dụ như nữa là một người mà có idea thấy thiếu chạy xuống hôm đi vô có 15-20 phút, giỏi lắm nửa tiếng cũng mua, trong khi mình chuẩn bị trước cả mấy ngày đúng không, chút vậy đó. Thì cần có những cái người có đầu óc, có cái tầm nhìn thì mới nhìn thấy được mấy cái đó. Rồi thí dụ nguyên một cái đám đệ tử ngồi đây nè, có 7 đồ nữa, 7 trong chùa là ngày nào cũng đốt nhang, vậy mà thấy cây nhang đó vậy mà cũng để cho đem ra ngay cái buổi lễ quan trọng. Cho nên tại sao cái hộ buồn là vậy? Có nghĩa là ai cũng điều ấy hết, nhưng mà chỉ cần một chút xíu nhìn sang chút thôi là mình đã phát hiện được rồi. Cứ người này ỷ qua người kia, thật sự là lỗi của hộ. Bữa sư phụ ngồi đây thấy cả đống người ngồi bó bó, sư phụ cứ nên là ồ mấy người này ngày nào cũng đốt ngang là dĩ nhiên chuyện dễ ợp, sư đâu cần phải ra ngó làm gì. Cái đó cũng là một cái quan trọng. Con tưởng đâu nó chiếu chiếu đẹp sao vậy? Chiếu đẹp hả? Dạ con tưởng vậy, thành ra con cũng làm thinh luôn. Con nghĩ thì đó đẹp. nó bị một cái misunderstand. Mà khi cái đứa đệ tử này mua lặng thiên viên là đệ tử phụ thương nhất trong đám nữa, cái tâm của nó lớn dữ lắm đó con. Nó mua là lựa mất tiền, nhỏ này nó kêu phụ là ba không á, tại phụ cứu nó cũng nhiều. Thật sự là nó không phải như vậy. Tất cả chúng ta mọi người phải đều có một chút ý thức chút. Ví dụ như bữa đó cũng may á, bác Ngư không có bị té, nó không cũng làm chuyện lớn á con. Dạ. Ổng mà té cái là nguyên một đống mấy chư Phật cũng quảng hồn ngó về ổng nữa. Có phải ông bị mất phước không? Chứ không phải là chư phụ cứ hiếp ổng mà cứ căng căng với ổng hoài đâu. Hôm đó công nhận ổng giỏi á. Vậy lại quan hô bác Như đi. Chứ ổng cứ giống như có sức mà có gì có lòng mà ổng có sức á, ổng cứ lùm phượm mà đi vòng vòng mà té rồi làm sao. Thí dụ như ổng đi vòng vòng đó ổng té ngã lên một cái bàn đi, chỉ cần một cái ly bể hay là một cái gì đổ đó là mình cũng thấy bao nhiêu vị phải chú ý vô cái đó. Mấy vị cũng như mình thôi, mà mấy vị là thần thông không mà Phật mà đầy cái sân này một cái chút. Bữa đó cũng may là hình như không có đổ gì phải không ta, cũng hít á, các con cũng giỏi á. Mà bữa đó là cũng may có hụ của anh Bắc đây nữa, nhưng mà giả sử những cái lần sau hụ đâu còn đây, hụ đi làm công chuyện ở chỗ khác. Tụi con học kinh nghiệm rồi. Rút kinh nghiệm ra sư phụ. Thì hôm nay chú nói là nói hoài cho mấy con nhức đầu luôn. Giờ chú mới nhớ thêm phần mình mời luôn cái đám tùy tùng của ông Mohammed. Mấy ông ăn cà ghi không à? Đi luôn mấy ông thần bên Ấn Độ nữa. Đúng không? Mà mình cứ mua đồ dân Nam không? Mấy ông đâu có biết ăn đồ dân Nam. Nên lần sau mình xuống tiệm Ấn Độ á, mình đặt lại mấy cái bàn của ổng. Đây mới coi theo tên đó. Ví dụ như mình mời ông Quan Đế Công, ông cũng là vua nước Tạo không? Mình đặt cái bàn đó những cái đồ món Tạo. Điểm sống. bánh bao. Với mình phải cúng các
các vong linh tuốt ở ngoài kia nữa hả sư phụ ha? Sư phụ là thiên tử, sư phụ lo cho mấy người lớn, nhưng mà với lòng từ bi của mấy vị hộ pháp với mấy vị bồ tát với ông sơn thần ở trên núi mình, mấy ông thấy vong linh nó trồ khắp thế giới, nó bu về đầy sân gót triệu triệu kinh kỉnh luôn, đứng ngoài thôi mà không được vô ranh giới này. Nhưng mà mình đâu có thể được, thí dụ như con là chủ nhà, con đãi thì bạn bè con giống như lễ ra trường, những bạn con giờ là bác sĩ kỹ sư đi, tự nhiên cái thằng homeless ngoài đường con cũng đãi cho nó một bàn ở ngoài đường đó. Mà nó đứng ngoài đó nó đói tội nghiệp không sư phụ? Tội nghiệp thì bây giờ từ từ bắt ông phải xử lý nó. Nào giờ chú không có lo mấy vong linh, hôm chú lo mấy đứa hài nhi là dữ lắm, tại vì chú không muốn đệ tử nào dính vô mấy cái đó. Còn ổng từ theo hay từ tới ông phải vô trọng ổng đãi nó chồng, tôi không có đãi. Ít có bao giờ đi ra nhà hoàng như người thân hay bạn bè mà chết đó, ít đi lắm. Tại không phải á, nguyên cả nghĩa địa nó bu lại nó lại ngày cứu thôi, tại bên kia phụ ánh sáng bảy dòng. Cái mấy lần xích lâm là mấy vị cũng nói người đời á, cũng đã thương mến cho phụ rồi, đã bơ vậy rồi, vong linh còn khủng khiếp hơn nữa, mấy vị nói mà. Hữu ích ra ngoài đó, mà mỗi lần ra là phải giảng sanh dùm cho tụi nó nhiều lắm. Giảng có lúc kêu nó đi về trời, đâu đi không? Nguyên cái nghĩa địa mà ở Alam Rock, nhà phù trên núi đúng không? Dạ. Lái xe ngang nghĩa địa Alam Rock cho đường 680 á, mỗi buổi sáng đi làm ai với Đà Phật Amen, vừa ai với là Phật vừa Amen luôn. Hay tất cả du gai đi về trời nha. Ngày nào cũng phải vậy. Trong đó có nghĩa địa người Việt Nam nữa. Con đi coi thử đi. Vậy có người Việt Nam chạy ra không sư phụ? Có người Việt Nam để Đức Mẹ rồi Công giáo rồi. Mình nói là một chuyện, mà họ có nghe không, họ có thích đi không chuyện khác. Phải còn khấn ngày là về trời là họ về được đâu, bản thân họ có chịu đi không. Giống như bắt mình cúng mấy dòng linh mà trong nhà trắng chậm á, không có đồ nghệ chậm á, mấy cặp vợ chồng mà mọi da đỏ họ sống 300-400 năm nay họ không có chịu đi đâu á. Cái hỏi sao không chịu đi, họ nói tôi đang hạnh phúc. Vậy cũng tốt á. Ừ, tại bên cõi kia họ không có thời gian, mà mấy trăm năm làm ma vậy mà hạnh phúc. Nó hạnh phúc đâu mà sao cứ đòi ăn hoài. À, tại tôi thèm ăn. Bây giờ mấy con cóc với mấy con nai, mấy con sóc rồi nó chết đầy luôn, nó cũng có cái hồn của nó, mà hồn con này con kia thì mình phải cúng ở dưới đất thì nó tới. Có những cặp cóc đó, nghìn năm không chịu chuyển thế, cứ lẩn quẩn ở đó. Họ cho cái đó là hạnh phúc của họ. Cũng giống giờ con xuống như homeless, mấy cái suối, con bắt mỗi lần homeless cho nó ở trong khách sạn hoặc là sạch sẽ, nó không có thích ở. Nó không có thích, nó cũng trở về vậy. Nó cảm thấy cái đó là thế giới của nó. Phụ thử mấy lần đem về building, phụ building rộng lắm, nhiều building lắm, dồn tụi nó vô, kêu nó cứ quét sân rồi cái 2-3 ngày ông cũng trốn mấy ông Việt Nam á, phụ cho mỗi lần gặp là cho 100 ngày vậy đó, rồi kêu ông cứ quét sân dọn sân rồi 2-3 ông vậy đó, mà cứ 2-3 ngày sau nó biến nó mất, cái kêu mấy người đó là kiếp nó cũng trở lại cái suối của ông. Ông không có chịu ở với phụ, vừa có ăn vừa sướng vừa ngủ được ấm nữa, mà không chịu là không chịu. Một ngày cho phụ cho 100 là sướng rồi. Rồi cho ngủ bên cái hông của building nữa, không như cái trailer ấy, cũng không chịu nữa.
cứ thích đi tụ tụ ở ngoài suối. Thử con làm thử đi. Chú Phụ đã từng làm vụ này hồi mấy chục năm trước. Từng nào á cũng cầm một cọc tiền như nè, đổi một cọc tiền đi với vòng vòng mấy cái suối phạt từ thằng vậy đó. Cho tiền thì lấy, mà nói chuyện thì không thèm nghe. Chúng ta không phải dễ đâu, cái nghiệp á. Sau này mình mới biết là cái nghiệp của họ. Cái đó phải nghiệp chướng không sư? Nó không phải nghiệp chướng. Nghiệp xì ke thì có. Dạ, nghiệp xì ke. Tại dưới nó buôn bán xì ke, nó chích ở dưới. Đêm nào nó cũng phải phê. Con kêu nó đi lên chở với phủ đâu có được phê chỗ uống bia nha. Ok, mày cứ mua thùng bia nhà mày uống. Nhưng mà mày không có được đem xì ke với kéo bạn homeless mày về. Có nhiều đó là một chuyện khó khăn với họ, họ làm không được. Họ chỉ hút xì ke thôi. Đó là thằng ở cái liều cái bên. Nó hút thì nó kéo qua này một chút, nó kéo qua kéo lại vậy mà nó nương nhau sống vậy. Con đừng tưởng là tụi nó là không biết, nó khôn lắm á con. Gió cuộn, cái đó là cha mẹ. Rồi cái phiên mà tướng tới, con thấy cái chuồng nó mạnh lắm, nó phải gì không mà là con nghĩ. Tại con thấy trên biển mẹ hồi mà mình cúng á, cái luồng gió cuộn. Rồi ở đây cũng vậy, con biết là phải. Rồi sau đó cái lá cây cũng không nhúc nhích, dạ. Cái tiếng chuông cũng không kêu, dạ. Thì nơi đó là cực kỳ linh thiêng nhất của cái hành tinh mình. Tất cả những cái nơi khác không bao giờ giống. Còn cái cuồn cuộn á là con biết á, khi mà mấy vị cũng như mình thôi, giống như con gửi thiệp mời mà đúng giờ nào được đi vô thì mấy vị cũng đang đứng trên bầu trời chờ sẵn hết, mấy vị cũng đang nhìn xuống chúng ta. Có thể mấy vị đứng chờ 10-15 phút. Mấy hôm bữa mình đọc 16/3 đó là cha cũng cho sư phụ ngồi nói chuyện với mấy con chừng 20 phút, rồi cha cũng đứng chờ rồi sư phụ mới ra tiếp chuyện. Rồi tới buổi lễ từng rồi cũng vậy, thì cha cũng tiếp đãi rồi xong cha cũng kêu lên cha nói chuyện riêng, đúng không? Thì con nghĩ cả triệu những vị Bồ Tát, trong đó có mấy ông rồng, có phượng hoàng, có đủ hết, thiên binh thiên tướng đi xuống một cái sân như vậy. Còn cha mẹ với mấy chư Phật thì trên này. Nếu mà ngồi phân tích theo nguồn gió này nguồn gió kia thì Phụ không có biết là ai đó, nhưng mà Phụ biết quá đông đi, thêm hết những ông rồng nữa, mấy ông rồng khắp tất cả mà hội cho Phụ ngoài 4 ông chánh thức được phong và giao trách nhiệm. Nhưng mà những ông đó còn có những ông hộ ông đó nữa, ông rồng cũng như là tướng, ông cũng có lính của ông vậy bộ, một đống rồng để theo hộ một ông rồng bự. Thì cũng cả mấy trăm ông rồng đây nữa. Bữa đó sư phụ cũng có mời mấy ông đệ tử sư phụ là 2 ông rắn ở núi Cấm đó. Trên cái bàn mấy đứa hay tiểu thiên quảng hoàng thiên ông thông đúng không, với ông điện Kỳ Lân, là ông Kỳ Lân cũng là đệ tử sư phụ. Mấy ổng là một vị thần, thì dưới của mấy ổng là cái triệu mấy người theo tùy tùng. Tại rắn nhưng mà tu lâu năm á, rắn khổng lồ á, cũng thành thần á. Con tưởng là thường cha mẹ như là Bồ Tát mà tới á, là biến tới. Nhưng mà lúc mà con ngủ là con thấy bay tới chứ không có biến tới. Con biết là phải gì không là... Mấy gì phải bay tới? Xa lắm, bay tới chứ không phải... Yes, mấy gì phải bay tới? Nhiều lần lắm, chị Bồ đứng trong cái bồn nước này nè. Bồn nước ngay cái đường này lên nó có 3 bồn nước đen đúng không, cái sân chỗ đó trống. Hồi xưa sư phụ đặt cái bàn cúng ở đó, con biết hả, từ ở dưới San Francisco những cái chùm mây như nè đi điều lắm nha, bay tới cái bàn cái tự nhiên mai biến mất. Nó cũng giống như là bong bóng mà pop vậy, vừa tới chỗ sư phụ là biến, mà đi gì là mấy gì đi trên mây là vậy đó. Thì mình phải hiểu tại sao nó không bay về hướng kia. Mà nếu cứ đi tới đây rồi sao không bay tiếp tục nơi đây không, vừa tới là biến luôn. Thì con thấy những cái mây mà mấy vị vừa hiện lên đó, mà biến liền đó là mấy vị.
Ok. Ready. Restroom. Tắt cái clip này đi. Đừng như người ta đọc thơ nãy giờ cũng tiếng mấy. Rồi chủ nhật bữa nay không nhận làm được.